Chào tất cả các bạn rằng hôm nay là anh muốn em sống sao thôi. Đây clip này cũng rất là nhiều bạn đang yêu cầu mình làm. Thì trong thời gian công tác vừa qua thì mình cũng không có thời gian để làm những clip để hướng dẫn các bạn. Thì hôm nay mình đã quay lại với chương trình. Và bây giờ hôm nay mình anh muốn em sống sao. Đi thứ các bạn ha. Các bạn này bài này các bạn chơi điệu solo sạp đi. Rồi. Đây, vô bài luôn. Vô bài thôi. Vừa rồi các bạn nghe intro của bài anh muốn em sống sao. Rồi. Nếu như các bạn đầu tiên thì cái giày để nó đi trên thế này. Nốt này các bạn chú ý nha, là bỏ nhịp chính xong các bạn đàn là mi rê son fa mi đô la si đô đô si dáng các bạn si rê âm rê thứ mà các bạn ok rồi tiếp tục ha lại là mi rê son fa mi đô la si dáng đô đô si rê tiếp fa fa mi mi đô đô son si đô là tất cả si đều si dáng các bạn ha. Rồi tiếp rê la son la fa la mi la rê tiếp đô rê mi fa la la si son tiếp rê đô rê si rê la rê son tiếp fa son la fa rê tiếp fa son mi đô thang đô rồi mi mi fa rê ok lại có từ từ nha các bạn làm từ từ các bạn đây là mi rê son fa mi đô la si đô đô si rê tiếp fa fa mi mi đô đô son si đô la tiếp rê la son la fa la mi la rê đô rê mi fa la la si son rê đô rê si rê la rê son tiếp fa son la fa rê fa son mi đô mi mi fa rê ok các bạn chậm lại một lần nữa các bạn ha này nó hơi khó các bạn này la mi rê son fa mi đô la si đô đô si rê tiếp fa fa mi mi đô đô son si tiếp đô la tiếp rê la son la fa la mi la rê đô rê mi fa la 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 si son rê đô rê si rê la rê son tiếp fa son la fa rê fa son mi đô thang mi 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 fa rê đô thang mới chịu rồi lại cái nốt lại cần nữa các bạn ha tại vì cái tiết tấu này nó hơi khó rồi bỏ nhịp chính là mi rê son fa mi đô la si đô đô si rê fa fa mi mi đô đô son si dáng đô la tiếp rê la son la fa la mi la rê đô rê mi fa la la si son rê đô rê si rê la rê son tiếp fa son la fa rê fa son mi đô thẳng mi mi fa rê rồi hợp âm luôn bây giờ hợp âm này tương đối nó cũng thoải mái thôi hợp âm đầu tiên là hợp âm chủ trước rê nè rồi là mi rê son bỏ qua đô trưởng là mi rê son fa mi đô là pha trưởng si đô 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 trưởng luôn để pha trưởng không được luôn. Để pha trưởng luôn các bạn si đô đô si rê rồi si dáng trưởng si rê dáng trưởng fa fa mi mi fa fa là đô bỏ vô đô trưởng không được để pha trưởng cũng được fa 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 mi mi đô đô si đô si nói chung ngay nốt nào bạn để mà có hợp âm mình tương ứng với giai điệu lúc đó cũng được không sao ok ví dụ nè fa fa mi mi đô đô son si đô si đó đô là
7. Ok rồi, tiếp. Rê nghe rồi, rê bắt đầu chỗ này là rê thứ. Rê la son la fa la mi la rê. Rồi, chỗ này. Rê la son, chỗ này nhanh các bạn. Rê la son la fa la mi la rê. Rồi. Rê la son la fa la mi la rê do re mi fa la la si son re do re re la son. Chỗ này khó, khó là cái chỗ này thôi. Rê la son la fa la mi la rê. Này. Rê la son la fa la mi la rê do re mi fa la la si son re do re si re la cái son. Fa son la fa trưởng. Fa son à ngay chỗ cái son thì bỏ một số thứ. Cái chỗ này rê la son la fa la mi la rê do re mi fa la la si son á, ngay chỗ đó bỏ một số thứ. Si son rê do re si re la re son. Fa son la fa trưởng. Fa son la fa rê. Fa son son thứ mi. Fa son mi do. Fa son mi do. Còn chuyển qua la 7. À của mi fa fa son mi do. Rồi cái chỗ mi mi hả, chuyển qua nó chẳng câu mi mi fa re. Ờ cái này mình đánh trên đi piano ha, đánh lại một lần nữa cho các bạn hiểu tiết tấu đây. Bỏ phát mạnh đây. La mi re son fa mi do la si do do tan 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 si re. Tiếp fa fa mi mi do do son si do si. Chuẩn bị chỗ này. Rê la son la fa la mi la rê do re mi fa la la si sa rê do re si rê la rê son. Fa son la fa rê fa son mi do mi mi fa rê. Tên 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 rồi đó là intro. Vô nốt thôi. Rồi vô giai điệu luôn, đánh cho các bạn nắm luôn nè ha. Này, giai điệu xì lô sạp hay các bạn, chọn xì lô sạp. Bỏ bắt mạnh. Mi rê son fa mi do la si do do si re fa fa mi mi do do son si do si do la. Chuẩn bị chỗ này. Rê la son la fa la mi la rê do re mi fa la la si do re do re si re la re son. Fa son la fa rê fa son mi do mi mi fa rê. Này chủ yếu là các bạn dùng tiếng string là chính. À, làm lão lắng đấy nha các bạn ơi. La mi rê son fa mi do la si do do si re fa fa mi mi do do son si do la. Chỗ này rê la son la fa la mi la rê do re mi fa la la si son re do re si re la re son. Fa son la fa re fa son mi do mi mi fa re. Vô bài thôi, vô bài rồi, vô bài nha. La mi 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 fa re nốt các bạn. La mi 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 fa re la son son fa si dáng. Tóm lại nút xì nào bằng riêng xì dáng mình khỏi nói xì dáng. Rồi ok nè. La fa mi mi fa re na fa re la son son fa si. Tiếp son fa fa son mi mi re do si la la son la fa mi mi fa re re fa la son fa mi mi fa re. Rồi tiếp la son fa re fa re fa son la son fa mi re. Đoạn B này ná ná sợ mình lộn quá. La fa mi mi fa re fa re fa re la son son fa si son fa fa mi fa son do do fa son fa son la fa mi mi re mi fa re fa la son si la son la son fa re fa re fa son la son fa mi re. Điều khúc nha. La son son la fa re la son la si son fa fa son mi do si la 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 son la fa mi mi re mi fa re fa la son si.
fa re fa re fa son fa son fa mi re. Đó là phần solo note. Mình làm lại một lần nữa đi, không biết nãy mình làm có lộn luôn nữa. Làm cái gì nữa, dễ lộn quá. Rồi, lại nha các bạn. Solo note, phần solo note. La fa mi mi fa re, fa re la son son fa si, son fa fa son mi, mi re do si la la son la, fa mi mi re mi fa, re fa la son si la son, fa son fa re fa re fa son la son fa mi re. La fa mi mi fa re. Mi fa son, do fa son fa son la, fa mi mi re mi fa, re fa la son si la son fa re fa re fa son la son fa mi re. Tiêu khúc la son son la fa, re la son la si, son fa son fa fa son mi. Rồi ok, còn sao phần cũng lặp lại thôi. Cái này mình chỉ là solo, bài này cũng tương đối đơn giản các bạn ha. Chỉ là cái phần intro thôi, không có khó gì cả. Trường hợp nếu như các bạn chơi cái bài này mà với cái điệu remix thì các bạn sẽ đánh như thế nào? Mình làm nó luôn. Ok. Cái đàn này nó hết qua rồi. Rồi bây giờ đây, trường hợp mình chơi điều điểm mít các bạn. Rồi làm sao đây, cũng bởi nhịp chính đánh như cái khác các bạn. Chú ở đây nè. Đại khái là vậy rồi. Ok các bạn, đó là cách đánh quyền remix chứ mình không chế hết bài rồi. Các bạn tự làm qua bên đây ha. Rồi thế thôi, ao ao dọc thôi, ra chơi nữa thôi, ra nữa quá các bạn ha. Rồi chúc sức khỏe cả lớp, chúc cả lớp thành công với bài Anh Muốn Em Sống Sao. Rồi chào các bạn. Quên nữa, các bạn nhớ đăng ký để thêm những clip hướng dẫn của mình. Để một số bạn có yêu cầu nhằm làm clip hướng dẫn, như thực chất những clip đó mình đã làm rồi, nhưng mà các bạn không có nằm trong đăng ký nên không theo dõi được những cái clip của mình hướng dẫn. Mình hướng dẫn cũng rất là nhiều rồi, các bạn cố gắng cứ theo dõi đi. Mà từ từ nếu mình có thời gian mình sẽ hướng dẫn lên các bạn. Với mình âm nhạc không vì không kinh doanh các bạn. Âm nhạc đối với mình không kinh doanh, miễn sao có mình cố gắng chia sẻ tới tất cả các bạn nào mà không có điều kiện. Mình rất là yêu nhạc và yêu tất cả những các bạn nào đã yêu nhạc và thích học nhạc của mình. Xin chào các bạn, các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha.